Vừa rồi bác sĩ Trí Đoàn đã chia sẻ với chúng ta rất là nhiều những cái khía cạnh mà chúng ta cần quan tâm trong cái dịp Tết này dành cho bé nè. Một cái Tết của chúng ta phải vui, phải khỏe và phải thật an toàn. Và bây giờ thì bên cạnh những vấn đề về bệnh lý, về sức khỏe thì em cũng xin phép được có thể là hỏi sâu thêm về những vấn đề mà em nghĩ các anh chị phụ huynh cũng quan tâm. Đó là em nghĩ là Tết là các bé nhà mình thích lắm, bởi vì Tết là lúc nào trong nhà của mình cũng có nhiều đồ ăn và những món ăn rất là khoái khẩu của bé là những cái kẹo nè, bánh nè, đồ ngọt như thế. Nhưng mà lại gặp các khó khăn giống như các năm trước, anh chị cũng biết rồi. Mình có khoảng vài ngày Tết là cho các bé gọi là bung xõa, ăn uống mà không đúng bữa này, hay là ăn những cái món ăn mà bé rất là thích như thế, thì lại khó quay trở lại nề nếp sau cái đợt Tết này. Thì em không biết là lời khuyên của bác sĩ Trí Đoàn cho các mẹ trong cái giai đoạn này, trong cái việc mà bữa ăn thay đổi mà bé thích ăn gì thì ăn, và sau đó mình trở lại như thế nào ạ? Sau đó khi mà trở lại gọi là hậu Tết đi, mình gọi là Dạ. giai đoạn hậu Tết thì không chỉ các bé mà cả người lớn cũng vậy. Người lớn mình nghỉ ngơi xong rồi khi mà quay lại công việc chắc cũng cũng phải chạy gọi là chạy rô đa lại, tức Dạ. là phải lấy đà lại theo cái nhịp sống hàng ngày. Cho đó thì là người ta hay nói rằng là Tết kéo dài cho tới mùng 10, có thể là hết tháng giêng vân vân đó. Do đó là kéo dài Tết cho tới lúc nào là sẽ tùy vào từng hoàn cảnh gia đình. Có hoàn cảnh gia đình thì có thể có những người người ta phải đi về quê rồi người ta phải chuẩn bị đi quay lại thành thị để mà làm việc và các bé phải đi theo, thì mỗi bé sẽ phải thay đổi cái nhịp sinh học, đã thay đổi trong cái dịp Tết đó. Khi mà muốn quay lại cái nếp sống hay là cái nếp sinh hoạt hàng ngày của mình á thì cũng phải mất một thời gian. Thì thường thì quý vị cũng có thể phải nói chuyện với các bé là Tết này thì sẽ chấm dứt ở ngày nào đó, và khi bé nó quay lại đi học thì các bé phải trở lại với lại cái nếp sinh hoạt bình thường. Thông thường nếu mà các bé nó đi học ở nhà trẻ đó Dạ. thì khi quay lại cái dịp sinh hoạt bình thường đó, thì nó sẽ mau hơn là những bé mà chưa đi nhà trẻ. Tại vì ở nhà thì nó chưa có được cái nền nếp đó. Còn khi các bé quay lại trường học đó thì ở trong trường đã có những cái lịch sinh hoạt ở trong trường rồi, thì các bé sẽ thích nghi lại với lại cái lịch sinh hoạt ở trường, nó sẽ mau hơn. Còn những bé ở nhà thì nhiều khi cha mẹ ông bà có thể vẫn còn cái không khí Tết, vẫn còn có thể mình nuông chiều các bé, nó sẽ trở lại cái nhịp sinh hoạt bình thường nó chậm hơn. Tuy nhiên trước sau gì quý vị cũng phải đưa bé trở về nhịp sinh hoạt bình thường, tức là mình sẽ phải nói chuyện với bé. Và cái không khí Tết trong nhà thì có nên phải dẹp đi những cái thực phẩm mà trong ngày Tết mình có, ví dụ như là mứt nè, bánh nè, kẹo nè, quý vị để sẵn đó thì các bé sẽ ăn, mà nếu mà mình cất đi thì mấy bé nó không có cơ hội để mà nó ăn những đồ ăn đó. Những cái thực phẩm mà bánh kẹo hoặc là mứt đó nó là một cái thực phẩm trong ngày Tết thôi, chứ còn thật ra nó không có cung cấp đủ những cái chất dinh dưỡng cho bé đâu. Các bé nó ăn như vậy thì nó sẽ no lâu và nó không có ăn được đầy đủ đồ ăn trong cái bữa ăn chính của nó, Dạ. thì nó sẽ dần dần nó sẽ gây ra mất cân đối của cái dinh dưỡng. Chỉ có vài ngày Tết thôi thì không đến nỗi mất cân đối, nhưng mà nếu mà cái vấn đề ăn uống và bánh mứt kẹo đó nó kéo dài quá, nó sẽ làm cho các bé nó mất cân đối dinh dưỡng. Thì quý vị cất đồ những cái thực phẩm đó lại sau ngày Tết để dần dần các bé đó sẽ trở lại cái nhịp sinh hoạt bình thường, cái nhịp ăn uống bình thường. Vâng, em cảm ơn bác sĩ Trí Đoàn rất là nhiều. Và ở đây thì mình có hai đối tượng bé. Nếu mà bé lớn mà bé đã ăn và bé có thể lựa chọn được món ăn của mình thì em không biết là mình có nên cho bé ăn thỏa thích hay không. Còn trường hợp thứ hai là đối với bé nhỏ đó bác sĩ, trong cái giai đoạn ăn dặm thì em không biết là khi mà nhà của mình có rất nhiều món ăn như thế, mà Tết thường là nhiều những món ăn có dầu mỡ này, độ béo, thịt, bánh rất là nhiều như thế, thì mình có nên là cho bé cũng được nếm thử những món ăn đó hay không? Người ta hay gọi là chấm mồm chấm miệng, hay là cho bé nếm thử, thì em không biết là có nên hay không bác sĩ? Đối với bé lớn á, thì bé nó được ăn thỏa thích á, thì quý vị cũng có thể cho bé nó được thỏa thích trong vài ngày Tết. Đặc biệt là nó được thử những cái thực phẩm mà thường chỉ có ngày Tết mới có thôi, ví dụ như bánh chưng, bánh tét hoặc là một số cái thực phẩm mà ngày Tết mình hay 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 ăn, củ kiệu hay là tôm khô hay là gì đó. Đó là những Dạ. cái món mà ngày thường mình ít bao giờ có lắm. Đó thì cho các bé được trải nghiệm. Nhưng mà đối với lại các cái bé nhỏ
Thì những cái bé nhỏ dưới 1 tuổi á, thì những cái thực phẩm đó từ trước giờ mình cũng hay nói rồi, tức là mình không có nêm nếm vô những cái thực phẩm mà bé nó ăn hàng ngày. Ví dụ thịt cá thì mình chỉ cần luộc và hấp, hay là tức là mình không thêm mắm thêm muối vào nha. Còn cái nếm đó thì cho các bé nó ngửi mùi vị, nó nếm một chút xíu, nếm đầu lưỡi ăn một tí xíu cũng không ảnh hưởng đến sức khỏe của bé. Vì nếu mà cho nó ăn nhiều thành một bữa thì nó sẽ là ảnh hưởng đến sức khỏe của bé. Còn đối với các bé nó tập ăn dặm thì trước giờ mình cũng đã bàn rồi, tức là nó cũng ăn tập ăn dặm giống như khi không có Tết, tức là quý vị sẽ khuyến khích nó ăn trái cây, ăn thô, tập nhai vân vân, giống như cái ngày thường thôi, chứ nó không có cái thức ăn gì đặc biệt để nó được nếm trong những ngày Tết đó. Những cái thực phẩm mà béo quá thì nó ăn nó sẽ gây ra nó no lâu, nó rất là khó tiêu đối với là các bé nhỏ. Thì khi nó khó tiêu như vậy, quý vị sẽ thấy rằng là mình cho nó ăn những thực phẩm khác nó sẽ không muốn ăn đâu. Nên là đối với các bé nhỏ thì mình nên hạn chế những thực phẩm béo, còn các cái bé lớn thì có thể mình sẽ bùng xõa trong những ngày Tết đó, nhưng mà sau đó mình phải trở về cái nhịp sống hàng ngày bình thường. Dạ vâng, em cảm ơn bác sĩ Trí Đoàn rất là nhiều. Và có lẽ là nghe tin này thì nếu mà các bé mà cũng đang xem livestream của bác sĩ Trí Đoàn sẽ rất là vui đây. Nhưng mà các bé của mình Tết mình ăn bánh kẹo và nước ngọt nhiều thì mình nhớ đánh răng để không có bị sâu răng của mình nha. Rồi bên cạnh cái vấn đề về dinh dưỡng thì cái vấn đề về bệnh lý cái mùa Tết này cũng là một vấn đề mà em nghĩ là các anh chị phụ huynh cũng rất là quan tâm. Đặc biệt là Tết thì chúng ta lại chuẩn bị bước vào mùa xuân. Sau Tết một cái là thời tiết của mình thì sẽ bắt đầu nóng hơn. Bây giờ thì em thấy là chắc chắn ngoài Bắc đang rất là lạnh rồi, Sài Gòn những ngày đây thì sáng sớm cũng rất là lạnh. Thì em không biết là bác sĩ có những cái lời khuyên và lưu ý gì dành cho các mẹ dành cho cái vấn đề sức khỏe của bé trong thời gian này ạ? Vâng, hàng năm thì cứ tới cái mùa cuối năm, mùa lạnh á, thì người ta hay gọi nó là mùa cúm, tại vì siêu vi cúm nó sẽ tồn tại ở ngoài cái môi trường lạnh, nó tồn tại lâu hơn, nên rằng là đó là điều kiện để mà, hay là nó là cái nguy cơ để những người tiếp xúc với lại siêu vi cúm nó dễ bị mắc cúm hơn. Thì đặc biệt là những người lớn tuổi thì khi mà mình mắc bệnh cúm thì nó dễ bị biến chứng nặng hơn. Hoặc là những cái bé nhỏ tuổi á, đặc biệt là dưới 2 tuổi khi nhiễm cúm thì cũng có nguy cơ bị biến chứng nặng, hoặc là một số bé có những cái bệnh nền. Thì cái mùa cúm này thì để bảo vệ an toàn thì quý vị nên chích ngừa cúm đầy đủ. Đặc biệt là những bé nhỏ, thường là các bé từ 6 tháng tuổi trở lên là đã có thể chích được cúm rồi. Và hiện bây giờ thì ở Việt Nam đang có vaccine cúm, thì quý vị nên cho bé đi chích ngừa cúm. Những cái vaccine khác mình có thể cho bé được chích ngừa đầy đủ nếu nó chưa được chích ngừa, đặc biệt là ví dụ vaccine phế cầu gây ra viêm phổi, hoặc là một số cái vaccine khác 6 trong 1, hay là sởi, quai bị, rubella, những cái bệnh đó nó vẫn có thể lây ở trong cái dịp Tết nếu như mình đi lại nhiều, nếu như trong cái môi trường rất là đông đúc. Thì đó là về vấn đề vaccine thì nó sẽ ngừa được một số cái bệnh do mà vaccine có thể ngừa được. Tuy nhiên có một số bệnh thì mình không có vaccine thì quý vị có thể khuyến khích bé rửa tay bằng xà phòng, bằng nước sát khuẩn nhanh, và khi mình đi chơi cũng nên đem theo một cái lọ nước sát khuẩn nha. Bây giờ nó có nhiều cái lọ nhỏ nhỏ như vậy thì mình có thể mang theo để mà rửa tay, đặc biệt là đi xa chẳng hạn, ở những cái nơi mà không có điều kiện có xà phòng rửa thì cái lọ nước sát khuẩn đó cũng có thể giúp và sát khuẩn tay một phần, và đó cũng là một cái cách ngừa bệnh rất là hiệu quả, đặc biệt là những cái bệnh về đường tiêu hóa thì nó lây nhiều qua tay. Và trong cái dịp Tết này thì đồ ăn này nọ mình có thể bị lây nhiễm qua đồ ăn thực phẩm, hoặc là bé nó chơi nãy có nói thì bé nó có thể đụng tay vào những chỗ nào đó mà tay nó không được sạch sẽ và nó sẽ lây những cái bệnh đó. Thì quý vị có thể rửa tay cho bé thường xuyên, và khi bé nó chơi chung với nhau chẳng hạn, nó chơi ở cái đám đông đó thì sau khi bé chơi quý vị cũng phải nên rửa tay cho bé, tại vì khi chơi đó là bé nó cũng đụng chạm với những cái đồ chơi mà những bé khác có thể bị bệnh đó, thì bé đó nó đã lây nhiễm cái
virus đó vào cái đồ chơi và bé của mình cầm cái đồ chơi đó có thể bị lây. Thì sau khi chơi quý vị có thể rửa tay cho bé. Nếu có điều kiện thì rửa tay bằng nước xà phòng. Còn nếu không có điều kiện thì mình có thể rửa tay bằng cái nước sát khuẩn mà nãy tôi vừa đề cập tới. Đó là cái cách mình phòng ngừa đối với lại những cái bệnh lây nhiễm ở trong cái mùa Tết này. Vâng, em cảm ơn bác sĩ Trí Đoàn rất là nhiều và Thu Nga nghĩ rằng trong năm nay, đặc biệt là cái Tết năm nay cũng là một Tết rất là đặc biệt, Tết mà chúng ta vẫn còn dịch Covid vẫn còn lan tràn rất là rộng ở bên ngoài. Thì hy vọng rằng trong một năm vừa qua chúng ta hiểu được cái vai trò và cũng như là những cái thói quen quen tốt trong việc mà rửa tay. Tết này mình sẽ có nhiều đồ ăn hơn, các bé của mình thì cũng hay bốc bánh, bốc kẹo này, hay là mình tiếp xúc nhiều người hơn, thì hy vọng chúng ta vẫn giữ cái thói quen này. Đó là một cái thói quen tốt của tất cả chúng ta.